Vâng, em xin chào các bác. Đấy. Em xin mời các bác chúng ta thưởng thức một đoạn thiết âm của cái bộ dàn Onco SRV3 được phối ghép với con loa Onco DN9 đời cao của Onkyo các bác nhé. Dòng loa màng carbon gần xếp nó tên lửa. Con này thì về hình thức của nó bên ngoài thì nói chung là nó còn tương đối đẹp, nó không phải đẹp sắc vì là ở trên loa nó có một vài chỗ nó đang hơi sắt một chút. Cái dòng này nó là dòng sơn UV, nó là dòng sơn phủ bóng PU nên là nhiều khi là quá trình vận chuyển về nó sẽ hơi sức sắt một chút. Đấy. Nó không như cái dòng bọc xi thì nó không bị như này. Các cái dòng này thường sẽ không tránh được cái vấn đề này. Về các bác mà muốn thì là sẽ cần phải, các bác muốn đẹp thì cần phải đi mình mua cái vec lim về mình đánh lại tí nhá. Còn góc cạnh của nó ok. Cái đôi này thì thực ra là nó chưa đẹp lắm nên em bán bộ này rẻ thôi. Bình thường cái đôi loa này nó khoảng 1.9 triệu thì thôi, em bán đôi loa này là đi 1.200.000 đấy, với cái cục V3 này là 1.250.000 được tặng kèm dây điện thoại, dây loa đổi nguồn đấy và dây quang các bác nhé. Cái tổng cả bộ này là 2.450.000, bác nào mua thì cho bên em nhá, dàn có chỉnh ba test một đấy luôn tông này. Vặn lên là tăng nha, còn về là giảm nha. Đấy chưa? Ở đây có led bát này để tăng cường thêm bát. Chúng ta bác là thích nghe nhiều bát nhé. Nhưng mà bình thường thì để bát ọp về gần như là cái này nó đủ bát rồi nhá. Con này rất là thích hợp để nghe nhạc vàng, Bonero không đời, guitar không đời như thế này. Đấy, còn với remix thì em thấy là nó cũng được, nhưng mà nó chưa phải là hay như là các cái nhạc guitar không đời hay là nhạc Bonero được. Và các bác cũng nghe một đoạn chất âm của nó qua cái chức năng kết nối điện thoại máy tính nhé. Đây, em đang kết nối điện thoại máy tính qua cổng phone. Đấy. Và kết nối vào cổng 21. Thực ra em sẽ test cho các bác cả các cái chức năng như là MD, CD và đường quang nhé. Bây giờ xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của nó đã. Thì đấy là một đoạn chất âm của cái bộ dàn qua cái ấy nhá các bác nhá. Đấy nhá. Thì vừa đoạn chất âm của dàn này, còn đây là ngoại hình của nó em đã quay rồi đúng không? Đấy, thì cục là cục V3. Đấy. Và loa là loa N9 nhá. Đấy. Loa này là dòng loa bass 14 13 ấy nhỉ. Đây, đó chính xác cho các bác xem này. Bass 13 các bác nhá, bass 13 màng carbon này. Carbon này, màng sợi carbon gần xếp, tiếng bass nó đánh rất là phê luôn. Này, này, chiều ngang của cả bộ dàn là đi 53 cm này, đấy, chiều sâu là 35 đấy, và chiều cao là 29 rồi các bác nhé, rất là cao to, đấy. Thông hơi dạng thông hơi
phản xạ hầm sau đó chuyển vào đây nhá. Đây thông hơi phía trước. Nhưng mà ở phía trong này là cái thoang nó kín này, sau đó được khoét một cái lỗ phía dưới này, sau đó luồng hơi được quẩn bên trong đẩy xuống, sau đó mới đẩy qua cái khe này đẩy ra ngoài nhé. Đây là một cái công nghệ phản xạ âm mới của Onkyo cho cái tiếng bass nó sâu hơn, chắc hơn. Một dạng kiểu ứng dụng của cái bass nó súc gầm. Đấy. Nên tiếng bass của bộ này nó sẽ có cái cảm tưởng mình nghe nó nực hơn và nó sâu hơn so với các cái dòng loa khác của Onkyo. Đấy. V3 thì các bác biết rồi, có chỉnh bass tép này. Có kết nối cổng quang, cổng điện thoại, có CD MD, đây bây giờ em sẽ test cho các bác nha. Đây. Về cái CD MD là em cũng xin nói lại một lần nữa là các cái đấy là em test thêm các bác nha. Em test thêm cho các bác xem là nó có đọc hay không thôi. Còn các bác về dùng được đến lúc nào các bác dùng, hỏng thì bỏ hoặc là có thể mang đi thay mắt sau. Đấy. Con này không đọc đĩa nha. Thử lại phát nữa em được không? Con này nhiều khi lâu lâu mở lên cho ra một hai lần nó lại được. Con này không đọc đĩa. Ok. Đấy. Tiếp này MD này. Đĩa tiếng Việt thử dàn nó biết là có. Các bác muốn chuyển sang MD thì có CD MD đây, chuyển sang MD nhá. Ok. Bấm play ở đây nó chạy thôi. Từ ngày đến lửa cháy quê hương, khói bom che lấp chân trời cũ. Bên đây có đọc nhá. Đấy. Còn đường quang TV này. Đường quang TV các bác cắm ở đây cho em. Này. Phía sau đây nó sẽ có một cái cổng là cổng digital in này. Các bác cắm là mà được này. Đấy, cắm vào. Đấy nhá. Cắm xong mình ấn đi tép vào này. Ui giật cơ mình. Ấn tép này và chuyển sang đường digital nhá. Đấy. Đây là có tiếng thôi. Đơn giản vậy thôi. Đấy, thì đấy là cách dùng con V3 này nhá. Nhà anh, nhà em, cách hai đoạn đường dài. Đấy, thì bác có thể đang nghe thêm một đoạn nhạc vàng nhé, từ cái đường quang xem như thế nào nhé. Sáng lúc đầu em thử là đi tặng lời đúng không? Rồi còn bây giờ em sẽ thử đấy, tiện thể thử đường quang và thử vượt nhạc vàng nhé. Đấy, xin mời các bạn nghe thật là của nó. Và bộ này tổng giá trị của nó là 2.450.000 thôi nhé. 2.450.000 được tặng kèm dây điện thoại, dây quang, đuổi nguồn và dây loa nhé. Đấy, thì đây là con Onkyo FR-V3 loa N9 các bác nhé. Đấy, tổng giá trị cả bộ dàn là 2.450.000 đồng. Đã được tặng kèm các cái phụ kiện như em đã nói, đã gồm có một đổi nguồn, một dây quang, một dây điện thoại và một đôi dây loa. Đấy. Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhé. Vâng. Và số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581. Vâng, xin chào các bác. Vâng.
Địa chỉ cửa hàng ở tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vâng.